Không biết các bạn ở đây có ai đã từng chọn sự rửa mặt cho buổi sáng và buổi tối khác nhau chưa? Nhưng mà đối với mình á, trước đây mình đã từng dùng một loại sự rửa mặt cho cả chương trình buổi sáng và buổi tối luôn. Nhưng mà sau thời gian mình nhận ra cái nhu cầu được làm sạch vào buổi sáng và buổi tối sẽ khác nhau. Giống như buổi sáng tính chạy thời gian thì còn làm sạch rất là nhẹ nhàng để nó làm sạch những cái những cái tinh chất thừa của các sản phẩm dưỡng da buổi tối thôi. Nhưng mà cái việc làm sạch buổi tối rất là quan trọng vì nguyên ngày dài chúng ta tiếp xúc với môi trường khói bụi cũng như là kem chống nắng trên da của chúng ta thì còn một độ làm sạch sâu và hiệu quả. Thì gần đây thì mình biết được Riri mới vừa cho ra mắt cái sản phẩm dành riêng cho da dầu mụn, nó giúp làm sạch được đầu đen này, không thấm vào chân lông và phù hợp với những người thường xuyên làm việc hoạt động ngoài trời. Thì sự rửa mặt này của Riri có tên là Micro Bubble Perform. Thì mình cũng không biết vì sao nó lại có tên Micro Bubble, nhưng mà theo mình đọc và mình tìm hiểu thì cái micro bubble ở đây á là cái công nghệ tạo bọt mới trong sản phẩm sữa rửa mặt Riri. Nó khác với những sản phẩm sữa rửa mặt thị trường, đó là cái bọt ở trong cái chất này thì nó là cái hoàn toàn từ những cái thành phần tự nhiên và nó không có chứa cái độ pH nó quá cao khiến cho da chúng ta bị căng kích khi sử dụng và nó vẫn đảm bảo được cái độ làm sạch sau. Thì đặc biệt là trong cái sản phẩm này á, nó có thành phần là kaolin với kết cấu hình cầu nên là khi mà đi vào sâu trong da, cái hình cầu nó sẽ cuốn đi những cái bụi bẩn bã nhờn cũng như là những cái tuyến dầu thừa trên da và khiến da rất là sạch và cảm giác rất là sạch, sạch sâu và thông thoáng, và nó vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên trên da là nhờ trong thành phần nó có những cái thành phần như là chiết xuất từ lá hoa cải trắng nè, cũng như là thành phần glycerin nên nó vẫn đảm bảo được cái độ ẩm tự nhiên trên da. Và các bạn cũng biết cái sản phẩm này nó hiệu quả như thế nào thì bây giờ mình sẽ dùng và trải nghiệm thử và review cho các bạn để các bạn có cảm nhận rõ hơn. Thì các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng